Khổng Tử tên thật là Khâu, tự là Trọng Ni, người làng Sương Bình, huyện Khúc Phụ, tỉnh Sơn Đông, thuộc hạ lưu sông Hoàng Hà. Dòng họ của Khổng Tử là dòng họ lâu đời nhất của Trung Hoa, tổ tiên là Hoàng đế. Từ nhỏ, Khổng Tử vốn trọng lễ nghĩa và rất hiếu học, tư chất thông minh khác người. Thời đại của ông, kỷ cương lễ giáo bị đảo lộn, vua không phải đạo vua, tôi không phải đạo tôi, cha không phải đạo cha, con không phải đạo con. Khổng Tử muốn mang đạo học của mình để cứu đời. Năm 68 tuổi, Khổng Tử trở về nước Lỗ, mở trường dạy học và viết sách. Ông có tới 3.000 môn sinh, nhiều người trong số đó trở thành tài, chiếm giữ những vị trí trọng yếu trong xã hội. Ông được tôn vinh là Vạn Thế Sư Biểu, người thầy tiêu biểu của muôn đời. Đại sử gia Tư Mã Thiên đi thăm Khúc Phụ quê hương ông, trước ảnh hưởng to lớn của ông đã viết: Khổng Tử áo vải, truyền hơn 10 đời, được các học giả coi ông là tông sư, từ thiên tử vương hầu tới thứ dân đều coi ông là bậc thánh. Quan điểm triết học và tâm lý học của Khổng Tử có thể tìm thấy thông qua các tác phẩm để lại viết về ông và do ông viết như Kinh Dịch, Kinh Thư, Kinh Thi, Kinh Lễ và Kinh Xuân Thu. Môn đệ của ông chép lại lời ông thành bộ Luận Ngữ. Ông hệ thống hóa các tư tưởng tri thức người đời cùng với tầm nhìn của ông, tạo thành học thuyết đạo đức chính trị nổi tiếng là Nho Giáo. Về học thuyết chính trị, ông mong muốn phục hưng lễ giáo nhà Chu, mong muốn cho xã hội Trung Hoa ổn định bằng cách khôi phục lại đường lối đức trị và lễ trị thời Tây Chu. Khổng Tử nói, cai trị dân mà dùng mệnh lệnh, đưa dân vào khuôn phép mà dùng hình phạt thì dân có thể tránh được tội lỗi nhưng không biết liêm sỉ. Cai trị dân mà dùng đạo đức, đưa dân vào khuôn phép mà dùng lễ thì dân sẽ biết liêm sỉ và thực lòng quy phục. Ông lại nhấn mạnh, bề trên trọng lễ thì dân không ai không dám tôn kính, bề trên trọng nghĩa thì dân không ai không dám phục tùng, bề trên trọng tín thì dân không ai dám không ăn ở hết lòng. Phù hợp với lý tưởng này, ông đã xây dựng học thuyết nhân, lễ, chính. Danh xem, ba phạm trù này là tối quan trọng đối với mỗi người và quan hệ của con người với xã hội. Nhân là nội dung, lễ là hình thức của nhân, chính danh là con đường để đạt đến nhân. Về nhân, có thể nói trung tâm học thuyết của Khổng Tử là chữ nhân với một phạm vi được hiểu rất rộng lớn. Ông không bao giờ nói rõ chữ nhân bao gồm những gì, nhưng chúng ta có thể thấy rõ chữ nhân của ông là hiếu đễ. Nhân còn bao gồm những khía cạnh đạo đức khác như trung, hiếu, cung kính, khoan hòa, chính đáng, thật thà, khiêm tốn, dũng cảm. Nhân, theo ông cũng là biết trách mình hơn trách người. Trọng nhân, không chỉ biết yêu mà cả biết ghét. Duy chỉ có người có đức, nhân mới có thể yêu người, ghét người. Trích Luận Ngữ. Chữ nhân, theo quan niệm của Khổng Tử mang một ý nghĩa tích cực, nhân bản, dựa trên các nguyên tắc. Cái gì mình mong muốn thì cũng mong muốn cho người khác và ngược lại. Mình lập thân bằng cách giúp người lập thân. Ông dạy học trò của mình, muốn có nhân thì phải trừ bỏ tính tham lam, ích kỷ, biết hạn chế dục vọng, phải biết nhận ra chân lý và hành động theo chân lý. Phải có sức khỏe, can đảm để bảo vệ chân lý. Khổng Tử mong muốn tạo ra một mẫu người quân tử, tạo nên tầng lớp trên của xã hội, đối lập với kẻ tiểu nhân. Ông nói, kẻ quân tử mà bất nhân thì cũng có, nhưng chưa bao giờ kẻ tiểu nhân lại có nhân cả. Trích Luận Ngữ. Nhân trong quan niệm của Khổng Tử quy lại là cách đối nhân xử thế giữa người và người, nhưng tuân theo chế độ đẳng cấp và quan hệ tông pháp, tùy thuộc vào phẩm hạnh, năng lực, hoàn cảnh mà thể hiện. Hạn chế này là do điều kiện xã hội lịch sử cụ thể quy định. Về lễ, theo quan niệm của Khổng Tử, vừa là nghi lễ, vừa là thể chế chính trị, vừa là quy phạm đạo đức. Lễ là hình thức thể hiện của nội dung nhân, là phương thức giúp người đạt đến chữ nhân. Khổng Tử nói, một ngày biết ném mình thì theo lễ thì thiên hạ sẽ quay về nhân vậy. Chớ xem điều trái lễ, chớ nghe điều trái lễ, chớ nói điều trái lễ, chớ làm điều trái lễ. Trích Luận Ngữ. Từ nhân, lễ mà quy định ra cả một hệ thống các khái niệm có liên quan như trung, hiếu, nghĩa, tín, vân vân. Về chính danh, ông quan niệm có danh và thực danh, như tên gọi, chức vụ, địa vị, thứ bậc của một người nào đó phải phù hợp với thực, tức phận sự của người đó, bao gồm cả nghĩa vụ và quyền lợi. Danh và thực trong mỗi người phải phù hợp với nhau. Danh thực không phù hợp là loạn danh. Nói năng hành động theo thuyết chính danh đó là quân quân, thần thần, phụ phụ, tử tử. Nếu danh không chính thì ngôn không thuận, lời nói không thuận, tất việc chẳng lành. Trích Luận Ngữ. Để có chính danh, Nho Giáo theo học thuyết của Khổng Tử xây dựng
nên không dùng pháp trị mà dùng đức trị. Đức trị là dùng luân lý đạo đức điều hành guồng máy xã hội. Khổng Tử yêu cầu từ vua cho tới dân đều phải thấm nhuần và hành động theo những tiêu chuẩn đạo đức Nho giáo. Ông là người đầu tiên vận dụng phạm chủ chính danh để giải quyết những vấn đề xã hội hiện thời ông sống, nhằm phục vụ mục đích chính trị là khôi phục lại trật tự, khuôn phép, kỷ cương đã lỗi thời của nhà Chu. Rõ ràng, học thuyết này tỏ ra khía cạnh bảo thủ, phản tiến bộ xã hội. Về tư tưởng triết học và tâm lý học của Khổng Tử, lập trường triết học của Khổng Tử là lập trường bảo thủ về mặt xã hội và duy tâm về mặt triết học. Trong nghị luận của mình, nhiều chỗ ông nhắc đến trời, mệnh trời, được hiểu như một lực lượng khách quan, sức mạnh vô biên chi phối cuộc sống trần gian. Khổng Tử là một nhà giáo dục vĩ đại, am hiểu sâu sắc tường tận tâm lý con người. Trong giáo dục, ông chú ý cả ba mặt, đạo đức, kiến thức và thực tiễn. Trong đó ông cho rằng đạo đức có vai trò quan trọng nhất. Phương châm giáo dục của ông là tu thân, tể gia, trị quốc, bình thiên hạ. Ông quan niệm con người ta ai cũng có thể trở thành người tốt thông qua học tập, tu luyện mà thành. Ông khẳng định học tập là tiền đề quan trọng của việc giáo dục. Nhờ học tập mà con người có được cả tri thức, cả đạo đức. Ông cho rằng con người ta khi sinh ra gần như nhau, không khác nhau bao nhiêu về bản tính ban đầu. Nhưng do cuộc sống mỗi người khác nhau, tập khác nhau, thành ra khác nhau, có kẻ trí, người ngu. Ông nói, tính tương cận, tập tương viễn, đây là một quan niệm hoàn toàn duy vật. Trong hoạt động thực tiễn của mình, Khổng Tử không hề phân biệt giàu nghèo. Đây là một tư tưởng hết sức tiến bộ và đúng đắn của ông, phá bỏ ranh giới đẳng cấp trong giáo dục. Khổng Tử là người đầu tiên mở trường tư, thu nạp con em bình dân đến học tập. Sự học là quan trọng, ông đề cao vai trò của học và tự học. Tự học phải suy ngẫm, tìm ra cái hay, cái đúng. Ông nói, biết thì nói biết, không nói thì nói không biết, như thế mới là người biết. Ông chủ trương dạy lục nghệ, lễ, nhạc, xạ, tức bắn cung, ngự, tức đánh xe, thư, tức viết chữ, số, tức tính toán. Những tư tưởng vĩ đại của Khổng Tử chỉ được người đời phát hiện ra khi ông qua đời. Vũ Hán lên ngôi đã đề cao Khổng, đạo Khổng, và việc làm này đã thực sự làm cho nhà Hán mạnh lên chưa từng có. Từ đời Hán đến đời Thanh, kéo dài 2.000 năm trong lịch sử Trung Quốc, Khổng giáo đã góp phần hình thành đáng kể bản sắc văn hóa, tinh thần của người Trung Hoa. Sau khi Khổng Tử qua đời, các tư tưởng của ông đã được các học trò của ông phát triển. Tư tưởng của Nho giáo nói chung, Khổng Tử nói riêng đã trở thành một trường phái lớn. Những người kế tiếp ông là Mạnh Tử và Tuân Tử.